Và thưa quý vị, có những người, có những vị ở cái lứa tuổi thanh xuân mà An Minh cho là thanh xuân may mắn thì đi sang được định cư ở hải ngoại vào cái dịp 30 tháng 4 năm 75, và đồng thời sau 30 tháng 4 năm 75 bằng mọi cách như là vượt biên hoặc là vượt biển, thì có một rất là nhiều, phải nói là nhiều nhiều cái gương thành công của người Việt chúng ta. Nhưng An Minh chỉ muốn nêu lên nhiều tấm, vài tấm gương đại khái như tất cả, như giáo sư cũng biết và quý vị cũng biết, đó là phải nói là khoa học gia Dương Nguyệt Ánh. Dạ vâng, thì nói chung là An Minh chỉ tìm một vài chi tiết và nói tên, và quý vị muốn biết thêm về tiểu sử của những gương thành công này thì quý vị có thể đánh trên mạng và quý vị sẽ có rất rất nhiều bài viết và những thành tích đạt được. Rồi người kế tiếp là An Minh muốn nhắc đến là nhiếp ảnh gia Lê Mỹ An. Thì cái cô này á, ở trong cái lứa tuổi sinh ra 1960 luôn, nhưng mà cô rất là giỏi, cô được một cái giải thưởng mà bên người ngoại quốc nó có tiếng Anh nó là MacArthur Fellowship, thì tạm dịch là giải thiên tài. Và cái giá trị này là nó lên tới cái phần thưởng là 500.000 đô la, là nửa triệu Mỹ Kim. Rồi có những người gọi là cái này là giống như trường hợp của giáo sư Chí, là cái vị này sinh năm 1967 mà người ta gọi là tỷ phú 2 đô la, tức là ông vượt biên hai lần thất bại, tới lần thứ cuối cùng ông đi thì ông đến đảo Indo và đồng thời định cư ở Mỹ một năm sau, thì trong túi chỉ có 2 đô la, nhưng mà bây giờ vị này là nằm trong danh sách tỷ phú của trên toàn thế giới. Thưa quý vị, với 2 đô la mà trở thành tỷ phú, vậy cái ngày ra đi quý vị có bao nhiêu đô la, bao nhiêu chỉ vàng mà bây giờ không biết là quý vị có bao nhiêu tiền. Và kế tiếp là một nhân vật mà An Minh phải nói là rất là thán phục, khâm phục và đồng thời bái phục. Đây là một tấm gương thành công phi thường, vượt khỏi những người bình thường, là bác sĩ Nguyễn Xuân Nam. Ông là chuyên khoa nhi, ông được Đại học Harvard bình chọn là một trong những bác sĩ giỏi nhất nước Mỹ, và ông vượt biển năm 1978, năm ông 19 tuổi. Và thưa giáo sư và thưa quý vị, An Minh xin nói thêm một chút về vị giáo sư này, tức là năm 4 tuổi ở Việt Nam, ông sống ở một làng chài rất là nghèo, mẹ ông mất, thì bố ông nuôi lớn lên, và rồi bố ông cũng nghèo vì phải nuôi con, đàn ông làm sao nuôi được, thành ra chắc nối lấy một người mẹ kế. Nhưng mà người mẹ kế này rất tử tế, cũng nuôi cả con chồng và con mình. Nhưng ông mới có 4 tuổi thôi mà mất mẹ. Rồi năm 8-9 tuổi là ông phải đi lên tàu đánh cá, theo thuyền đánh cá để mà kiếm sống, để phụ bố, phụ mẹ kế, rồi các em ruột của mình và các em cùng cha khác mẹ. Bởi vì sao? Bởi vì bố ông bị tai nạn cho nên rất là ốm yếu. Rồi trong gia đình anh em ông cũng có những người bị bệnh mà không chữa được. Với cái ước mơ, với cái hy vọng, trong cái lứa tuổi thanh xuân đó, chàng trai trẻ đó, nghèo, không học hành mấy, chỉ có gọi là quanh năm suốt tháng với biển chài lưới kiếm tiền. Và ông vượt biên đi sang nước ngoài năm ông 19 tuổi. Rồi khi sang nước ngoài á, vì biển mà, ông lại về Alaska, không có ai thân nhân bảo lãnh đưa ông về Alaska. Một chữ tiếng Anh cắt đôi không biết, đó là những cái bài phỏng vấn của ông đó. Và ông học vừa đi làm rửa bát nhà hàng rồi chà thuyền bất cứ cái gì, một tháng nhịn đói nhịn khát để gửi về nuôi các em, bố bệnh, em bệnh, rồi mẹ kế ở Việt Nam khoảng 300-400 đô. Nghèo nhưng mà không có mất đi cái chí khí, bởi vì bố ông vẫn nói là con phải đừng gửi nữa, con học ở đây là xoay sở được. Nhưng mà ông vẫn thế và ông vẫn học, và cuối cùng ông ra trường, ông là bác sĩ nhi khoa mà ông nổi tiếng trên thế giới, là những cái ca mổ cho nhi đồng mà rất là hiểm nghèo. Hiện tại ông là bác sĩ ở trong bệnh viện nhi ở Los Angeles. Thì quý vị nên tìm đọc tiểu sử vị bác sĩ này là Nguyễn Xuân Nam. Đó là những cái tấm gương gọi là đối với An Minh là thành công. Nhưng mà thành công đây không phải là một giấc mộng, một giấc mơ giống như là một giấc kê vàng, mà thành công đây tức là phải trả bằng nước mắt. Có thể là không khóc trước mọi người, nhưng mà chắc chắn là có những dòng lệ tuôn trào trong cái lúc mà mình làm những cái công việc khổ cực. Và đôi khi tuổi trẻ thì giáo sư cũng biết chúng ta đầy những ước mơ, ước mơ vô cùng, nhiệt huyết lắm. Nhưng mà có những cái ước mơ giống như là nó bị che lại, bao phủ một cái màn đen, là giống như không biết tiếng Anh gì cả, mà làm sao mà học trong môi trường ở ngoại quốc, mà lúc đó người Việt cũng ít nữa, thưa giáo sư. Và chắc có lẽ đồng cảm với giáo sư là bước đầu giáo sư qua bên này ạ. Đúng là mới đầu qua thì ai cũng vậy, rất là bơ vơ, lạc lõng, mất phương hướng, không biết làm cái gì hết. Người này xúi nên học ngành này, người kia xúi nên học ngành kia. Thì tôi cũng nghe người này một chút, người kia một chút, nhưng cuối cùng tôi nghĩ lại, đi học là
tự nó đã cực khổ rồi, thì mình nên đi học cái gì mình thích. Đó là tại vì cô hỏi thì tôi cũng xin thưa là đó là lý do tôi chọn cái ngành tiếng Spanish hồi đó. Ai bạn bè mà hỏi, thường thường cô biết học trò trong trong trường mà gặp nhau hỏi what's your major, phải mà câu đó là câu đầu tiên cho một người bạn mới. Thì khi tôi trả lời là tiếng Spanish, lúc nào họ cũng phải hỏi lại what. Nên mình phải trả lời hai lần. Nhưng mà tôi cảm thấy là mình đã chọn đúng con đường, vì như tôi đã nói, học nó khổ rồi, mà nếu mình lựa cái ngành mình học mà mình thích đó, thì nó đỡ khổ nhiều lắm. Vậy thôi, thì đó đó là một chút xíu để chia sẻ với quý vị là khi chúng ta qua Mỹ hay là những cái nước khác, chúng ta mất hết phương hướng, chúng ta bắt đầu lại từ đầu, trong túi có vài đô la thôi, thì sau đó thì chúng ta mới bắt đầu hội nhập. Nhưng mà cũng nhân đây tôi cũng nói là tôi cũng có lần chia sẻ với những người thân, với bạn bè là chúng ta qua đây ai cũng có những cái mức độ thành công khác nhau. Người thì thành công nhiều, người thì thành công ít. Nhưng mà nếu không thành công nữa cũng là được sung sướng là sống ở một cái nước tự do. Đó là tất cả cái gì mình muốn khi mà mình đi. Thì tôi nghĩ cho dù cái gì đi nữa thì ngay cả bản thân tôi nghĩ có thành công đi mấy đi nữa, tôi vẫn có một cái nỗi buồn, là cái nỗi buồn mất nước. Mình là có đi vào công dân Mỹ đi nữa, mình cũng là công dân da vàng, cũng thật sự là đứng bên lề của xã hội. Có đi làm, có sinh hoạt với người Mỹ, người ta kêu là vào dòng chính đó. Vào dòng chính chứ cũng được đứng bên cái dòng bên thôi. Dòng chính. Thì đó là cái suy nghĩ của tôi. Thành ra mình ở đây mình vui được một cái là con cái mình lớn lên được thở bầu không khí tự do, được đi học hành, được làm cái gì chúng nó muốn. Nhưng mà chính mình là cha mẹ, mình có cái lịch sử, có quá khứ ở Việt Nam, tôi vẫn thấy một cái nỗi buồn vong quốc. Đây nhân cái dịp 30 tháng 4 thì đó là cái suy nghĩ của tôi, không có thể nào vui trọn vẹn được. Chắc có lẽ tâm sự của giáo sư cũng là tâm sự của rất rất nhiều người Việt, mà dùng cái từ là vong quốc thì rất là đúng. Và thêm một cái tiếng Hán bên cạnh nữa là vong quốc hận. Hờn vong quốc. Không những buồn mà còn hận nữa. Hờn vong quốc. Một cái hờn dỗi. Vâng, vậy thì giống như An Miên giáo sư có nói và An Miên cũng có kể quý vị nghe đó, những cái tấm gương mà An Miên đọc đó, là những người rất là nổi bật, tức là phi thường rồi, thành công một cách phi thường. Hiện tại chúng ta cũng thấy là đa số những cái đài truyền thông, truyền thanh ở đây là những vị thành lập ra đài, chủ đài đều là những người thành công. Thì không cần biết là họ tài chánh, thành công về tài chánh như thế nào, nhưng mà họ thành công là họ giữ gìn tiếng Việt. Họ giữ lại lịch sử của Việt Nam, họ giữ lại cái văn hóa qua cái gì? Qua cái truyền thông và truyền thanh. Rồi ngay cả những phương tiện báo chí, rồi ngay cả những cái trung tâm Việt ngữ, hay là bất cứ một cái hội đoàn nào mà có một cái hướng đi là giữ gìn văn hóa và truyền thống, thì cái đó cũng là nguôi ngoai đi, gọi là An Miên đùa một tí xíu là cái hờn vong quốc của mình. Vì dầu sao mình cũng phải duy trì và giữ lại. Và đó cho chúng ta nhớ lại là thanh xuân của chúng ta lớn lên trong thời loạn, nhưng nó không có uổng phí. Cho dù một người không thành công, nói thẳng ra là thất bại như An Miên đi, thì An Miên cũng cảm thấy mình vui, là vì An Miên thành công, được hưởng, được hít thở cái không khí tự do, được thực hiện cái quyền tự do mà at least là một con người phải có. Tôi nghĩ cô khắt khe với bản thân của cô, và cô định nghĩa thành công nó có vẻ cũng khắt khe nữa. Theo tôi thấy thành công là gì? Thành công là mình được làm cái gì mình muốn. Và mình cái điều mình muốn á, cái điều mình làm á, nó không ích kỷ. Thì mà mình làm được trọn vẹn, mình làm hết, để hết tâm trí vào, và mình có một cái kết quả nhất định nào đó là thành công rồi. Thành ra tôi nghĩ là trong chúng ta mỗi người, nếu chúng ta có quyền nói là cuộc sống của chúng ta không có vị kỷ đó, và làm được một chút gì cho cái cộng đồng nhỏ chung quanh chúng ta, hay là thậm chí là cho gia đình chúng ta đi nữa, trong cái môi trường nhỏ bé, thí dụ có người Phật tử đi chùa, người Công giáo đi nhà thờ, cô giáo dạy Việt ngữ, mà làm được cái điều mình thích và có một chút kết quả, đó là thành công rồi. Dạ vâng, rất là hay. Phải nói là được một vị thầy nói cho mình nghe định nghĩa về cái ngôn ngữ thành công, thì An Miên thấy gọi là thỏa dạ vô cùng. Bây giờ có một câu hỏi cũng là
giáo sư cũng đại diện cho thế hệ thanh xuân là nếu có cơ hội sống lại một lần nữa với thanh xuân, được trở lại với thanh xuân và cũng lớn lên trong cái thời loạn, thì có điều gì mà khiến cho mình ấm ức chưa thực hiện, hoặc là có điều gì mà làm cho mình hạnh phúc là thanh xuân của mình tuy vậy nhưng mà vẫn còn rực rỡ? Câu hỏi này khó quá. Nếu sống lại, dạ, nếu được một lần nữa mà vẫn sống trong chế độ cộng sản vẫn là thời loạn, thì có lẽ tôi nghĩ nếu không được, không được thay đổi đâu nhé, không được sống ở thời bình đâu đó, phải sống yeah. mạnh hơn nữa, sống hòa mình vào cuộc sống nhiều hơn nữa, cho dù chung quanh rất có nhiều điều nó gây trở ngại. Có lẽ hồi xưa mình không sống hết mình, chưa hết mình. Cho dù bây giờ là... xin lỗi là interrupt cắt ngang. Cái chữ mà hòa mình hơn hết mình thì là hết mình về cái vấn đề gì? Hay là hồi đó là giáo sư giống như có một số người là nhất quyết là sách vở ít gì cho buổi ấy, không học nữa. Và chữ nghĩa cộng sản ta không học. Tôi thì không vậy, tôi vẫn đi học và cái ngành tôi lựa hồi xưa là ngành tiếng Anh. Và với hai lý do là tiếng tôi bao giờ tôi cũng thích ngôn ngữ là một. Đằng nào để đi luôn. Thứ hai là để đi. Yeah. Hay quá. Yeah. Nhưng mà tôi đi tôi lại được tàu Đức vớt chứ không phải tàu Anh, cho nên lại dùng tiếng Đức. Giáo sư đi năm nào ạ? À? Tôi đi năm 86 đó. Yeah, tại được tàu Đức vớt, tàu một Cấp. Lần là thoát hay là một phải... lần à, một lần là thoát. À, trước đó hụt kiểu khác nhưng mà cái chuyến đó thì đúng à, thì thoát. Thì lúc đó tôi được vớt tàu Cáp Anamur, thì chắc có thể là một số khán giả theo dõi đây nó ô như vậy là mình cũng là dân Cáp Anamur của tàu Đức vớt. Thì tôi nghĩ là trong cái thời đó mình sống chưa hết, theo tôi nghĩ tôi cũng đã sống tạm gọi là hết mình. Vì cũng đi tha như cô nói là không phải là cắt đứt hết, không đi học nữa, tôi vẫn đi học và tôi ra trường, tôi học sư phạm nhưng mà không có được đi dạy mà lại vào thư viện. Thế là con mọt sách để lọt vào cái kho sách. Sướng quá. Tuy rằng cái kho sách đó là cái kho sách cộng sản. Nhưng mà tôi được may mắn là làm trong cái nhà sách ngoại, họ gọi là sách ngoại văn. Sướng quá rồi. Thì đọc được một số sách báo của nước ngoài gửi về. Thì cô biết không, trong thời gian đó người ta gọi là phe xã hội chủ nghĩa. Tức là có sách báo của Nga, rồi Tiệp Khắc, rồi Ba Lan, rồi Rumani, bằng tiếng Anh cũng có mà bằng tiếng chính cũng có. Thì họ vẫn thoáng hơn là ở Việt Nam. Đúng. Nhất là những cái nước Đông Âu mà họ đi trước đó, thí dụ Tiệp Khắc, Ba Lan, họ rất thoáng. Thì tiếp xúc qua cái đó tôi cứ là tha hồ mà đọc sách cô ạ. Và đọc, dĩ nhiên là hồi đó cũng đọc có lọc lựa. Nếu mà đọc cuốn sách nào mà ngồi trong thư viện thì làm gì, ngoài khi giúp đọc đọc giả là mình đọc sách thôi. Nhưng mà cũng đọc lọc lựa, thì cuốn nào mà nó nặng về tuyên truyền quá thì mình bỏ xuống mình đọc nữa. Nhưng mình vẫn thấy được cái hay của những cuốn khác. Và mình thấy không phải là tất cả những người đó viết họ là vô tài, họ cũng phải viết làm sao đó thì cuốn sách họ mới được xuất bản chứ. Phải có một khía cạnh khác, nhìn theo khía cạnh. Nhưng mà rất tiếc là lúc đó thì cho dù là mình đọc lọc lựa đi nữa thì cái tuổi trẻ của mình cũng không có phải chín chắn như bây giờ. Mình có lọc lựa đi nữa thì mình cũng có thể bị ảnh hưởng hay sao đó. Thành ra trong cái thời gian trong làm thư viện đó tôi cũng học hỏi được rất nhiều. Và biết được, mình nghe hai tiếng chuông để mình so sánh, chứ không phải suốt đời mình chỉ nghe một bên rồi mình cho rằng lúc nào mình cũng đúng. Mình cũng nghe nhiều người, người ta cũng thổ lộ những tâm sự rất là kín đáo trong cuốn sách của họ chứ. Đúng rồi, thấy không? Họ có gợi gắm. Dạ, họ có gợi gắm trong đó nhiều lắm. Và nó có những cái điều mình cũng học hỏi được. Rồi những bạn bè cùng trang lứa với lại giáo sư và những thanh xuân trong thời loạn mà giáo sư biết đó, thì giáo sư có những ai mà để cho giáo sư có những cái niềm cảm, gọi là cảm xúc bâng khuâng khi nhớ lại những người đó hay không? Dạ có, trong khi thời gian đi học thì lúc nào mình cũng có bạn học. Trở thành kêu là mình phải phân biệt giữa bạn và bạn học. Nhưng mà những bạn học của tôi đó là cũng tương đối là thân. Thì trong đó có một người cũng giống như tình trạng của cô đó, một người vượt biên và cũng mất. Và người đó là một cô gái. Bạn thôi chứ không girlfriend mà nó có cái space trên giữa. Chứ không phải là girlfriend. Hoàn toàn trong sáng. trong sáng hơn cả tiếng Việt. Classmate. Thì cái cô đó, cô đi vượt biên, cô mất. Thì mất tích chứ không phải là mất. Mà cái mất tích nó còn đau hơn là mất nữa. Cô thấy không? Gia đình không bao giờ có câu trả lời. Và cái chuyện của cổ nó làm cho tôi xúc động đến nỗi tôi phải viết một cái chuyện và tôi đăng báo. Và tôi đăng báo cách đây 30 năm.
Và mới đây tôi phải kêu bằng hiểu đến lại và đăng lần nữa. Dạ, yeah, hay tại quá. Vì nó vẫn còn ở trong người tôi. Và cổ mất vào những ngày Tết á. Thành ra cái chuyện đó tôi viết đó, nó là lấy bối cảnh là Tết nữa. Thành ra đó, như để trả lời câu hỏi của cô là có những người bạn bè của chúng ta trong thời đó nó như vậy. Và cái sự mất tích của cô đó nó là một cái gì đó cũng như cô không thể nào quên được. Nhưng đó là cái mà An Minh muốn nhắc tới là ký ức của thanh xuân trong thời loạn đó, là nó có những cái điều mà chúng ta tưởng là đã quên mà chúng ta không thể quên được. Dạ vâng. Và nó vẫn hiện diện đâu đó. Dạ. Chắc có lẽ là hành trình trong suốt cuộc đời không của chúng ta. Không bao giờ quên được. Dạ vâng. Ký ức là hành trình của chúng ta. Vâng. Cho tương lai. Vâng, thì tuổi thanh xuân của giáo sư và của An Miên và những người đồng trang lứa thì coi như là đã qua từ lâu rồi. Và tuổi thanh xuân, buồn thật, tuổi thanh xuân đã qua, tách trà thì đã cạn. Tách trà còn châm thêm lần nữa chứ thanh xuân không có chế thêm được tí nào. Vâng, và xin mời giáo sư vài lời với tuổi thanh xuân thời loạn. Dạ, như tôi có chia sẻ với cô An Miên và cũng cùng thưa với quý vị, tuổi thanh xuân nó qua rồi, nhưng và như cô An Miên với chúng tôi đã trao đổi nhiều ý kiến với nhau đó, tuổi thanh xuân nó qua rồi nhưng nó là một phần của chúng ta. Cái gì qua rồi không có nghĩa là nó mất đi, nó chỉ chiếm một chỗ trong tim của chúng ta và trong tâm trí của chúng ta. Và cho dù nó có đẹp hay nó không có đẹp, nó cũng là một phần của chúng ta. Chúng ta hãy lợi dụng những cái đẹp và những cái không đẹp của nó để chúng ta làm cho cuộc sống của chúng ta hiện tại và tương lai nó có thêm nhiều ý nghĩa. Vâng, cảm ơn giáo sư và cảm ơn quý vị. Và An Minh cũng có một cái suy nghĩ là bởi vì sau này đó chúng ta cũng thường biết là có những cái nghệ thuật như là nghệ thuật Kintsugi hàn gắn lại những cái rạn nứt, hoặc là Wabi Sabi là coi những cái vô thường. Thì cái thanh xuân trong thời loạn nó thật sự là vô thường, bởi vì nó rất là nhanh, nó nhanh tới cái độ mà chúng ta trưởng thành, chúng ta quên nó đi, chúng ta không biết. Để tới khi có một cái tuổi nào đó giống như An Minh hiện tại đây 60, 70, chúng ta chợt nhớ lại thanh xuân. Và đôi khi nó có một cái sự ấm ức, ủa mình có thanh xuân à? Ủa sao thanh xuân của mình nó lạ quá? Hay là thanh xuân của mình nó đau khổ quá, thôi không muốn nhớ. Nhưng như giáo sư nói, nó là một phần trong cuộc đời của chúng ta. Và đối với An Miên thì đó cũng là vận mệnh của chúng ta. Tại sao chúng ta lại sinh ra lớn lên ở cái tuổi mơ mộng đẹp vô cùng mà là tuổi thanh xuân. Nhưng cuối cùng, đối với An Miên và tất cả quý vị đây, chúng ta đều có một thanh xuân. Dù buồn đau, dù muốn níu kéo, dù muốn nhớ hay không nhớ, nhưng mãi mãi nó là ký ức. Và ký ức là sức mạnh để cho chúng ta sống trong hiện tại và chúng ta tránh những điều đau buồn trong tương lai. Cảm ơn quý vị và chúc cho quý vị một ngày thật an bình và mãi mãi có một thanh xuân đáng để nhớ. Và nhớ điều gì đó là tùy theo thanh xuân của mỗi người.